Làm gì đó? Tôi đến tìm phó viện trưởng Ngô. Mời cô xuất trình thư mời. Thư mời sao? Tôi quên đem rồi. Cô không có thư mời, tôi không thể cho cô vào được. Anh thông cảm một chút đi. Tôi đến dự hội nghị thật mà. Là tìm phó viện trưởng Ngô. Xin lỗi cô. Tôi không tin là ông lại không đi vệ sinh. Xin chào, là phó viện trưởng Ngô đúng không? Cô là ai? Tôi là cậu Giai Ninh, nhà nghiên cứu của kế hoạch nguồn. Tôi muốn thảo luận với ông về một số vấn đề hợp tác giữa công ty chúng tôi và bệnh viện của ông. Không biết là ông có thời gian không? 5 phút thôi. 5 phút được rồi. Giai Ninh. Ông Dương. Sao cô lại ở đây? Chị Thiến à, báo cáo từ niên về tế bào mới xong rồi. Ông Dương cũng mới đi dự hội nghị về xong, về phòng làm việc rồi. Tốt rồi, tranh thủ thời gian thôi. Nói ông ấy mau chóng ký vào bản báo cáo này thôi. Ông Dương, đây là bản báo cáo được chỉnh sửa lại. Mời ông xem. Vấn đề lần trước Gia Ninh nêu ra, trong bản báo cáo này có thể hiện cụ thể cách giải quyết không? Dạ có, ở đây. Chỗ này là ở đây. Ông Dương à, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Tô Thiến à, Gia Ninh tới đây cũng một tháng rồi. Dạ phải. Hiện tại cô ấy đang phụ trách công việc cụ thể nào? Tôi bảo cô ấy theo trình vi làm quen với quy trình thí nghiệm. Vậy trong công việc cô ấy thể hiện thế nào? Chuyện này dạ cũng được. Nghe nói có hơi gượng gạo. Cô nói thử xem. Ông Dương, tôi biết ông yêu mến trân trọng người tài, nhưng không biết có phải do môi trường thí nghiệm trong nước và nước ngoài khác nhau hay không, mà tôi luôn cảm thấy cô gái này có vẻ chưa thích ứng được với môi trường ở đây. Nói cụ thể xem. Có thể tôi không nên đứng đây để mách lẻo, nhưng mà ông xem đi. Trong giờ làm việc, cầu Gia Ninh bỏ ra ngoài để uống trà chiều, còn đang lên mạng nữa. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt, có đúng không? Đúng là như vậy. Tôi cũng gặp cô ấy ở nơi mà cô ấy không nên xuất hiện. Hội trường ung thư thuộc Hội nghị Y học tinh chuẩn quốc tế. Cô ta tới đó làm gì? Tôi vốn cho rằng cô ấy có việc gấp cần tìm tôi. Kết quả là không phải tìm tôi, mà cô ấy tới tìm phó viện trưởng Ngô của bệnh viện Áo Dương. Cô ấy đến tìm phó viện trưởng Ngô là để nói chuyện về hợp tác lâm sàng sau này. Tô Thiến à, cô nhắc chuyện này với cô ấy đúng không? Không ngờ Gia Ninh là chủ động tới như vậy. Tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi. Không ngờ cô ấy lại để tâm như vậy. Ông Dương, tôi cũng là vì sốt ruột về chuyện sau này thôi. Tô Thiến à, tôi hiểu là cô nôn nóng, nhưng mà để giao tiếp với phó viện trưởng Ngô thì ít nhất là cô, tiểu tôn, hoặc thậm chí là người ở cấp bậc như tôi. Cô cử một nhà nghiên cứu không quen đường xá tới đó thì người ta sẽ nghĩ chúng ta thế nào đây? Nóng lòng không làm nổi chuyện gì đâu. Phải, ông nói rất đúng. Ông Dương, ông còn chưa ký tên vào báo cáo của tôi. Tôi Thiến à, tôi muốn mọi người đều được chứng kiến cuộc thí nghiệm để tránh bỏ qua sơ sót.
thông báo cho mọi người, nửa tiếng sau tập trung, ở phòng thí nghiệm, chú ý, không được bỏ sót một ai. Tất cả mọi người mau chóng tập trung ở phòng tế bào, ngay lập tức. Sao lại bất ngờ như vậy? Là thư ký của ông Dương thông báo đó, mau đi thôi. Là chuyện gì vậy? Mọi người nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa. Anh Thạch Đầu à, có chuyện gì vậy? Ông Dương bảo cô Tô cho chúng ta xem thí nghiệm quan trọng trong báo cáo thường niên về tế bào. Sao vậy? Kiểm tra mật độ và trạng thái tế bào đi. Cô Tô à, mật độ trung bình của 6 tế bào khổng là 80% tới 90%. Trạng thái tế bào là bình thường, phù hợp để thí nghiệm. Tăng thêm thuốc cho môi trường nuôi cấy, nồng độ công tác là 0,1 micromolar. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Đặt máu nuôi cấy và trạm công tác tế bào sống, giám sát trạng thái tế bào suốt 24 giờ đồng hồ. Tôn Lỗi và cô sẽ cùng phụ trách giám sát. 36 tiếng đồng hồ sau, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả. Dạ được. Lát nữa ra ngoài rồi nói. Chị Thiến à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đừng vội quản, còn 36 tiếng đồng hồ nữa mới có kết quả mà. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách thôi. Càng vào lúc này lại càng phải giữ vững tinh thần. Nhưng mà ông Tôn bảo chị và anh Tôn cùng giám sát kết quả thí nghiệm mà. Có phải là ông Dương đã phát hiện ra được gì rồi không? Chị Thiến à, chúng ta không giấu được nữa đâu. Chắc chắn là ông Dương đã phát hiện ra gì rồi. Chúng ta vốn không thể đưa ra kết quả thí nghiệm mà. Làm thế nào đây? Ông Dương chắc chắn đã phát hiện ra gì rồi. Chắc chắn là ông Dương phát hiện ra rồi. Mau nhìn tôi đi. Chắc chắn là ông ta phát hiện ra sai lầm ở chỗ nào đó rồi. Mau nhìn tôi đi. VV, chưa tới thời khắc cuối cùng thì chúng ta tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Có biết chưa, làm thí nghiệm phải chọn lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay chúng ta không làm được, có thể là do tình trạng sức khỏe của cô không cho phép, có thể là do ống nghiệm chưa được rửa sạch, đều có thể xuất hiện trong khả năng đó mà. Tóm lại có tôi ở đây, cô không cần phải nghĩ nhiều. Nghe rõ chưa? Chị Thiến à, chúng ta không giấu được nữa đâu. Chị Thiến, hãy nghe tôi nói đây. Tôi mới là người dẫn đầu cuộc thí nghiệm, cô chỉ là người phụ trách thực hiện thôi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì người bị hỏi tội là tôi, không liên quan tới cô. Nhớ chưa? Cô nhớ chưa? Vậy tức là cô vốn dĩ định đến trước cửa nhà vệ sinh để gặp phó viện trưởng Ngô, kết quả gặp phải ông Dương. Nhưng mà Gia Ninh à, tôi nói cô biết, vấn đề của cô Tô trước mắt chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Nếu 36 tiếng đồng hồ sau kết quả khớp với báo cáo thì cô định làm thế nào đây? Vậy thì tốt chứ sao? Cô nghĩ vậy thật à? Cô sẽ không được yên ổn đâu. Lần này gặp phải ông Dương do là cô may mắn, nhưng chỉ cần Tô Thiến thoát khỏi kiếp nạn này thì nhất định sẽ ra tay với cô. Cô đã bị phòng thực nghiệm nước ngoài đuổi một lần. Nếu tiếp tục bị phòng thí nghiệm kế hoạch nguồn đuổi thì cuộc đời thí nghiệm của cô đến đây là kết thúc rồi. Nghiên cứu khoa học là sự nghiệp của tôi, chỉ cần tôi không từ bỏ thì không ai có thể ngăn cản tôi được.
Từ kết quả thí nghiệm có thể thấy, ngoài trừ tế bào số 6 không tiêm thuốc vào, thì những tế bào khác đều thay đổi trạng thái. Nhưng mà đường cong sinh mệnh lại giống nhau, không có gì thay đổi cả. Đúng vậy, giống như kết quả thí nghiệm của chúng tôi. Nếu như kết quả này thì hoàn toàn không thể có được kết quả như trong báo cáo. Tô Thiến, cô trình bày chi tiết đi. Tôi nghĩ có lẽ là do một số điều kiện thí nghiệm có sự thay đổi. Tình hình cụ thể thì tôi phải nghiên cứu kỹ hơn thì mới đưa ra phán đoán được. Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, cũng là lâu năm trong nghề rồi. Nếu như là vấn đề của dụng cụ thì chúng ta có thể đổi dụng cụ khác làm lại. Nếu như là vấn đề ô nhiễm thì chúng ta loại bỏ ô nhiễm rồi làm lại một lần nữa. Nhất định phải làm rõ vấn đề. Nhưng mà nếu như do người làm thì phòng thí nghiệm kế hoạch nguồn tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm giả kết quả. Ông Dương, là tôi. Trong lúc làm thí nghiệm, tôi muốn mau chóng có kết quả, nên số liệu mà tôi đưa cho chị Thiến đều đã được tôi chỉnh sửa lại cả. Tôi muốn hỏi một vấn đề. Cô nói đi. Sau khi tôi nói báo cáo có vấn đề, cô Tô vẫn để cho Trịnh Vi một mình đi làm lại thí nghiệm sao? Chị Thiến đã từng nghi ngờ rồi, nhưng mà tôi đã biện cớ để lừa chị ấy. Trịnh Vi, có phải là cô có nỗi khổ gì không? Nếu có nỗi khổ gì, cứ nói với mọi người đi. Cô làm như vậy sẽ bị đuổi đó. Tôi không quan tâm. Cô, ông Dương, nói tới nỗi khổ thì cầu danh cầu lợi có tính không? Trịnh Vi, cô im đi. Ông Dương, có trách thì trách tôi đi. Là tôi không quản lý tốt cấp dưới của mình. Cô đừng nói nữa. Cô muốn trở thành công thần trong dự án nên đã chơi rồi sao? Đúng vậy. Làm một nhà nghiên cứu bình thường thì có tương lai gì chứ? Tiền thì ít, công việc lại khô khan. Chỉ có thể trở thành nhà nghiên cứu cao cấp của dự án trọng tâm trong công ty thì tôi mới được người khác tôn trọng, mới có được tương lai tốt đẹp. Tốt. Tốt lắm. Hôm nay tất cả nhà nghiên cứu đều ở đây. Tôi nhắc lại một lần nữa, thân là nhà nghiên cứu y dược, đúng thật là kết quả sẽ mang lại lợi ích phong phú cho xí nghiệp hoặc là cá nhân. Nhưng mà y dược không phải là đồ dùng hàng ngày, mà nó là thứ liên quan tới tính mạng. Tôi hy vọng mỗi người trong mọi người khi theo đuổi lợi ích cá nhân thì phải luôn ghi nhớ trách nhiệm trên vai của mình. Tôi tuyệt đối không bỏ qua bất cứ quá trình thí nghiệm có sơ hở nào, cũng tuyệt đối không nhân nhượng bất kỳ người nào thay đổi hoặc làm giả và che đậy số liệu gốc. Một khi có người phát hiện thì lập tức bị đuổi ngay, đồng thời người đó sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về pháp luật. Ông Dương, ông Dương à, ông nghe tôi nói đã. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm rồi. Bình thường Trịnh Vi đâu có như vậy. Ông cho cô ấy thêm cơ hội đi. Ông Dương, Tô Thiến, tôi hỏi cô một câu. Chuyện như thế này cô thật sự không biết hay là vốn dĩ không muốn biết? Phải. Bình thường là do tôi quá tin tưởng Vi Vi. Nhưng mà tôi không ngờ một năm nay tư tưởng cô ấy lại thay đổi như vậy. Vi Vi không thể nào ở lại được. Cô thông báo với cô ấy, bảo cô ấy viết một lá đơn từ chức đi. Đó xem như là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cô ấy. Ông Dương à, cho cô ấy thêm một cơ hội đi.
Còn nữa, những công việc tiếp theo, tôi hy vọng cô có thể coi trọng gia đình. Lần này nếu không có sự nhắc nhở của cô ấy, thì chúng ta sẽ giao báo cáo về tế bào mới cho cấp trên. Rồi lỡ tổng công ty phê duyệt kinh phí, thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Đợi đã. Cô vừa ý rồi chứ? Tôi vừa ý cái gì? Cuối cùng thì cũng ra tay trước mặt ông Dương. Tiện tay đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm. Tôi đuổi cô ra khỏi phòng thí nghiệm sao? Cô giả ngốc hả? Đừng nghĩ mình quan trọng quá. Tại sao tôi phải lãng phí thời gian lên người cô chứ? Được hời rồi mà còn khoe mẽ. Mặc kệ là cô có tin hay là không, nhưng mà nếu tôi chịu tốn thời gian xây dựng quan hệ, thì tôi vẫn có thể ở phòng thí nghiệm đỉnh nhất ở nước ngoài. Nếu như tôi là loại người đó, thì hôm nay sẽ không ở đây để bắt nạt cô đâu. Vậy là lỗi của người khác sao? Tại sao cô không xem lại cách làm người của mình chứ? Là cô nên xem lại bản thân của mình đi. Làm khoa học thì vốn dĩ không nên giở trò việc bận. Nếu đã giở trò thì phải gánh vác hậu quả. Cô đừng nói lý với tôi nữa. Cô vốn dĩ không hiểu tôi. Tôi đúng là không hiểu cô, cũng không muốn hiểu cô nữa. Tôi có nỗi khổ của mình mà. Có nỗi khổ. Con người sống trên đời này, ai mà không có nỗi khổ chứ? Có nỗi khổ thì có thể làm sai sao? Tôi quên mất. Lúc cô lên đại học thì đã ra nước ngoài rồi. Lúc đó có thể ra nước ngoài thì chắc chắn điều kiện gia đình của cô không tệ. Nỗi khổ của những người như chúng tôi, làm sao cô có thể hiểu được? Tôi sinh ra ở một vùng núi. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi được đi tàu hỏa. Tiền vé tàu là do chị Thiến trả. Năm đó tôi thi đậu đại học, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Nếu như tôi tiếp tục đi học, thì nhà tôi còn phải tiếp tục nuôi tôi 4 năm. Mà nếu tôi từ bỏ đại học, thì có thể lập tức kiếm tiền nuôi gia đình. Chị Thiến phát hiện tôi không đến nhập học đúng hạn. Chị ấy đi hết máy bay, tàu hỏa, rồi xe buýt đi tìm tôi. Sau khi nắm rõ tình hình của tôi, thì đến trường xin miễn giảm học phí cho tôi. Như vậy tôi mới có ngày hôm nay. Nghe cô nói những lời này, tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà những câu nói đó, những điều này không thể trở thành lý do để cô làm sai. Được, cầu Giai Ninh, cô là thánh nhân. Cô đợi đó. Trịnh Viên, diễn thuyết đặc sắc lắm, cầu Giai Ninh. Diễn thuyết gì? Cô thực sự nghĩ rằng phân đúng sai là điều quan trọng hơn tất cả sao? Chẳng lẽ không phải à? Cuộc đời luôn có lúc tiến thoái lưỡng nan. Có đôi lúc đừng phân định tuyệt đối quá. Chẳng qua là loài người tìm cái cớ cho bản thân thôi. Vậy nếu như lúc này có một khẩu súng chỉ vào đầu cô, thì cô có còn như vậy không? Đương nhiên là có. Phải. Có lẽ là cô có thể. Nhưng mà nếu khẩu súng này chỉ vào người thân của cô, người mà cô yêu thương nhất, thì lựa chọn của cô quyết định trực tiếp tới sống chết của họ, thì cô có còn chắc chắn như cũ không? Trả lời tôi đi. Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết đâu. Cô dao động rồi. Không chắc chắn nữa. Có đúng không? Anh là có ý gì Châu Tiểu Sơn? Tôi không có ý gì cả. Ai vậy? Đơn đặt hàng. Sao lại là cô đưa đến vậy? Lúc nãy tôi thấy người giao hàng dưới lầu, không tìm được lối vào nhà anh, nên tôi mang lên giúp. Cảm ơn cha. Vào ngồi đi. Được thôi. Cứ ngồi tự nhiên đi. Châu Tiểu Sơn, có phải chiều nay anh nổi giận không? Đâu có. Tôi nghĩ kỹ lại một chút rồi. Nếu như có một người dùng tính mạng của người thân uy hiếp tôi, bảo tôi làm những chuyện trái với nguyên tắc, vậy thì tôi có thể sẽ cảm thấy rất khó xử, rất khó đưa ra lựa chọn.
Ý cô là bây giờ cô đã hiểu cho cảm nhận của Trịnh Vi rồi. Tôi có thể hiểu cho cô ấy, nhưng mà tôi vẫn không cho rằng cô ấy làm đúng. Tôi về trước đây. Tôi hỏi cô, nếu như bây giờ tôi dùng súng nhắm vào đầu người thân của cô, bảo cô nhất định phải lựa chọn, thì cô sẽ chọn như thế nào? Anh không phải là kẻ xấu xa như vậy đâu. Tôi không phải sao? Cầu Giai Ninh, cô không hề biết tôi là người thế nào cả. Đúng là tôi không hề biết, không hiểu anh là người thế nào. Nhưng mà tôi tin anh, càng tin vào trực giác của tôi. Anh là một người tốt. Ít nhất thì điều này đến giờ tôi vẫn chưa từng nghi ngờ. Xin lỗi cô, làm cô đau rồi. Không sao. Bệnh viện Áo Dương. Anh Tần, mau nhìn đi, nhìn kìa. Chào buổi sáng bác sĩ Tần. Chào buổi sáng. Chào bác sĩ Tần. Một buổi sáng rất là đẹp đẽ. Điều gì khiến mọi người rời khỏi vị trí của mình chứ? Bác sĩ Tần, xin chào bác sĩ Tần. Tụ tập làm gì chứ? Đi đâu vậy? Xem gì đó? Chỉ là một video hài thôi. Để mọi người cùng xem, thả lỏng một chút đó mà. Video hài hả? Cậu tưởng là tôi không biết cái nết của cậu sao? Đưa tôi xem. Có thể cho cậu xem. Nhưng mà cậu tuyệt đối không được nổi giận nổi điên đâu. Lề mề cái gì chứ? Có gì mà phải sợ? Đây là tôi sao? Đúng vậy, trùng hợp lắm. Ai đăng vậy? Cậu đừng có nhìn tôi từ trên cao xuống như vậy được không? Có nói không? Có nói không? Nói đi. Nếu không tôi giúp đó, cậu là ai đăng hả? Đúng là học trò ruột. Hai ngày này cô xem bản ghi chép công việc của Trịnh Vi đi. Sau này phần công việc của cô ấy do cô phụ trách. Tuần sau trước khi đi làm, cô nộp bản kế hoạch công việc trong quý của cô cho tôi. Không thành vấn đề. Ra ngoài đi. Đây chẳng phải là bác sĩ Tần sao? Đúng đó, là bác sĩ Tần mà. Sao hôm nay nhìn cậu ấy có vẻ hơi điên vậy? Có ngày nào mà anh ta bình thường đâu. Các ông các bà, con sẽ biểu diễn cho mọi người xem bình thường bác sĩ Tần dạy dỗ bọn con thế nào. Thời gian là vàng. Làm bác sĩ, trừ việc chữa bệnh cứu người, những việc khác đều là lãng phí thời gian. Hiểu chưa? Bác sĩ Tần có hai bộ mặt. Đối xử với mọi người thì dịu dàng khách sáo, nhưng mà đối xử với cấp dưới như bọn con đây thì anh ta tàn độc lắm đó. Không phải đâu, bác sĩ Tần rất hòa nhã mà. Không phải vậy đâu. Thật đó, có muốn xem một đoạn nữa không? Bác sĩ Cầu à, cô phải bảo trọng nha. Bà ơi, bà cũng bảo trọng nha. Đúng là mắc cười chết đi được. Giai Tâm, thầy, anh bay từ đâu đến đây vậy? Tôi vẫn luôn ở đây mà. Cửa sổ đóng chặt lắm mà. Vậy sao? Được rồi, Giai Tâm qua đây. Sư phụ có lời muốn nói với cô. Giai Tâm à, lúc nãy các cô nói gì mà cười vui vẻ vậy? Đứng vào vị trí thuộc về cô đi. Nói đi. Nói cái gì chứ? Video. Thầy à, tôi thấy anh vô cùng đáng yêu. Vậy nên tôi mới quay anh rồi cắt ghép một chút để đăng lên mạng.
Nhờ vào cô cả đó, bây giờ cả bệnh viện đều đang xem video đáng yêu của tôi kìa. Thầy à, thầy không hiểu được đâu. Bác sĩ thì cũng là người mà, cũng cần phải giải trí. Tôi cho các ông các bà xem video, họ rất là vui mà. Tâm trạng vui vẻ rất là có lợi cho việc phục hồi của bệnh nhân. Hơn nữa, tôi nghĩ y thuật bao hàm rất nhiều phương diện. Như tôi, pha trò cho các ông bà vui mỗi ngày. Những gì mà cô nói, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng không? Đúng, nhưng mà không chỉ có bao nhiêu đâu. Cô còn rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như là đi làm trễ, ngủ gật trong giờ làm việc, viết sai chính tả bệnh án. Những việc này là biểu hiện y thuật cao siêu của cô. Thì ra trước giờ tôi đều sai rồi. Cô mới là thầy của tôi là học trò của cô. Sư phụ. Không dám đâu, không dám. Sư phụ à, anh đừng như vậy mà. Anh giống như là con gái cãi nhau vậy đó. Cô nói ai là con gái hả? Cô nói ai là con gái? Tôi tan làm rồi. Tôi nên về thôi. Thầy à, được rồi. Tạm biệt. Cô quay lại cho tôi. Cô mau xóa video giùm tôi đi. Yên lặng một chút. Ông Dương, hôm nay tôi có việc quan trọng muốn nói với ông. Đúng lúc Gia Ninh cũng có chuyện về công việc muốn báo cáo với ông, nên tôi đưa cô ấy tới đây. Cô là lãnh đạo trực tiếp của Gia Ninh mà. Việc cô ấy báo cáo là rất quan trọng, thì cũng nên là cô báo cáo với tôi chứ. Về mặt quy trình là như vậy. Nhưng mà tôi sắp từ chức rồi. Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cảm ơn ông đã chăm sóc tôi nhiều năm nay. Duyên phận có lúc hợp tan. Tôi mong ông có thể phê chuẩn đơn từ chức của tôi. Bên phía tổng công ty thì tôi đã gửi mail từ chức rồi. Xem ra là cô đã quyết tâm rời đi. Đến cơ hội nếu giữ cũng không cho tôi. Rốt cuộc là công ty nào đã gửi lời mời cho cô vậy? Thành phố A, phòng thực nghiệm của giáo sư Harry. Rốt cuộc là chuyện khi nào vậy? Đây là công việc riêng của tôi. Tôi không muốn nói thêm. Là vì tôi sao? Cô xem trọng bản thân mình quá rồi. Nếu không có gì, tôi mời cô ra ngoài. Tôi phải dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Chuyện của Trịnh Viên, cô thật sự không biết sao? Có phải là cô có chuyện giấu chúng tôi? Có phải không? Nếu cô thực sự muốn biết như vậy thì tôi nói với cô, việc này không chỉ tôi biết mà tôi còn bảo Vivi làm như vậy nữa. Đáng tiếc thật, người tính không bằng trời tính. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tổng công ty có thể xem xét rồi. Kết quả là cô lại đến phòng thí nghiệm này. Giai đoạn này vẫn chưa có được số liệu lý tưởng. Cho dù tổng công ty xem xét đi đến được bước tiếp theo cũng không có ý nghĩa gì hết. Lẽ nào cô không biết sao? Xét duyệt thí nghiệm lâm sàng thuốc chống ung thư, xét duyệt đưa ra thị trường, vừa rắc rối dài dòng, không thể nào tưởng tượng được. Thời gian xét duyệt dài là việc nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bệnh nhân. Một khi đưa ra thị trường một loại thuốc thì nó sẽ là hy vọng của 100.000 bệnh nhân. Họ sẽ đặt hết hy vọng vào loại thuốc này. Nếu như công việc sơ sót trong lúc thí nghiệm của chúng ta mà dẫn tới sự cố y dược, thì đó sẽ là sự đả kích chí mạng của vô số sinh mệnh và gia đình của họ. Nhưng thời gian lãng phí để gọi xét duyệt tài liệu này thì đã đủ thời gian cho quá thí nghiệm có được một số lý tưởng rồi. Xét duyệt được kiến lập trên nền móng số liệu chắc chắn, chứ không phải dùng số liệu giả dối để được xét duyệt. Cô còn muốn lợi dụng trên lệch thời gian để sửa chữa số liệu. Cô tưởng rằng chỉ có cô quan tâm tới bệnh nhân sao? Được rồi, chúng ta thử nghĩ. Một loại ung thư nào đó khiến thế giới có 10.000 người chết mỗi năm. Những loại thuốc được nghiên cứu nhanh chóng đưa ra thị trường, cho dù là có tác dụng phụ mạnh, cho dù người bệnh dùng thuốc đó có xác suất tử vong là 50% vì tác dụng phụ, nhưng mà ít nhất 50% còn lại vẫn còn cơ hội sống sót. 50% người chết vì tác dụng phụ đó vốn dĩ là sẽ chết mà, không phải sao? Thân là một nhà nghiên cứu khoa học, sao có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy? Đúng vậy, là tôi ấu trĩ. Tôi có thể nói cho cô biết, Tết Nguyên Đán năm 2009, bà ngoại tôi qua đời vì ung thư dạ dày. Nhưng chỉ mấy tháng sau, Vicanda đã có mặt trên thị trường Trung Quốc. Rất nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày đã được cứu chữa. Mấy năm nay tôi nghĩ điều gì? Nếu như loại thuốc đó đưa ra thị trường sớm hơn vài tháng thì bà tôi có thể sống sót rồi. Nói không chừng đến hôm nay tôi vẫn còn có thể gặp bà, cười nói cùng với bà. Cho nên cậu Giai Ninh, mong cô nhớ rõ,
Hôm nay vì cô mà dự án của chúng ta mới bị đình trệ. Sau này mỗi ngày mỗi đêm sẽ có rất nhiều bệnh nhân vì không chờ được ngày mà thuốc có mặt trên thị trường mà chết đi. Còn cô vẫn còn trầm mê trong cái ảo tưởng quái gở của bản thân. Tôi hy vọng mỗi đêm cô có thể ngủ ngon. Chuyện gì vậy? Ai mà biết chứ? Có phải tôi làm sai rồi không? Tôi biết là anh nghĩ thế nào. Không thì thái độ của anh đối với tôi cũng không thay đổi 180 độ như vậy. Trịnh Vi làm giả báo cáo là vì báo đáp cô Tô. Cô Tô làm giả báo cáo là vì mất đi người thân, khiến lòng cô ấy tiếc nuối. Trong thần thoại Hy Lạp, tôi thích nhất là câu chuyện của Sisyphus. Ông ấy vì không muốn thế gian có thêm người chết nên đã bắt cóc thần chết. Nhưng mà ông ấy làm như thế đã khiến các vị thần phẫn nộ, nên họ đã phạt ông ấy đẩy một tảng đá lớn lên đỉnh núi. Nhưng mà tảng đá đó quả thật quá lớn. Mỗi lần ông ấy đẩy nó gần tới đỉnh núi thì tảng đá lại lăn xuống. Cho nên ông ấy không ngừng lặp đi lặp lại một động tác y hệt nhau. Có nghĩa là cho dù bị tất cả mọi người bài xích thì cô vẫn kiên định với cách nghĩ về đúng sai phải trái của cô, đúng không? Tôi, cầu Gia Ninh à, ít nhất thì Sisyphus từng đối đầu với thần chết. Còn cô thì làm được gì cho thế giới này rồi? Báo cáo của Tô Thiến đã được chứng minh là giả rồi. Xem ra tiến độ dự án của phòng thí nghiệm kế hoạch nguồn sẽ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu tế bào. Không lâu nữa Dương Tề Thiên sẽ gọi Tôn Lỗi giao báo cáo giai đoạn. Bản thảo báo cáo tôi đã gửi email cho chú rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Cậu chờ tin của tôi đi. Chú Trà, bao giờ phía trên xác nhận là nhiệm vụ đã hoàn thành? Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Không có gì. Chỉ là tôi có hơi mệt thôi. Tiểu Sơn à, trước nay cậu chưa từng than mệt mà. Xem cái gì mà cười vui quá vậy? Mẹ à, mẹ xem cái video hài này đi. Có phải rất buồn cười không? Cậu nhóc này đẹp trai quá. Cậu nhóc. Mẹ à, mẹ nên tới bệnh viện của bọn con khám mắt rồi. Đừng có nói bậy. Cậu ấy là ai vậy? Đồng nghiệp ở bệnh viện con sao? Anh ấy là thầy hướng dẫn của con đó. Trông có vẻ còn trẻ lắm mà. Ở tuổi này mà cậu ấy phát triển sự nghiệp được như vậy, có tương lai đó. Mẹ à, mắt mẹ nhìn kiểu gì vậy? Anh ta không trẻ chút nào hết. Anh ta già rồi. Đừng có nhắc tới anh ta trước mặt con nữa. Phiền lắm. Sao vậy? Suốt ngày anh ta cứ liên thương, nhắc đến là thấy phiền. Phiền cái gì mà phiền chứ? Là chuyện gì? Mẹ, con không muốn làm bác sĩ nữa. Nói bậy cái gì vậy? Con gái làm bác sĩ là tốt biết bao, công việc ổn định mà. Giả lại, chữa bệnh cứu người cũng là chuyện hành thiện tích đức. Mẹ à, mẹ không biết con mệt thế nào đâu. Mỗi ngày mà có tình huống khẩn cấp thì con phải chạy vào bệnh viện ngay. Mỗi ngày chạy 800 lần, con mệt lắm, lại nhàm chán nữa. Có việc gì mà không mệt chứ? Con không muốn làm bác sĩ nữa, thì con muốn làm gì? Con muốn làm một số chuyện vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, áo mặc đến thân, cơm đưa tới miệng,
đều là con gái trong nhà. Con xem Gia Ninh đi, từ nhỏ rời xa quê nhà, ra nước ngoài du học, cả năm dựa vào học bổng mà sống, sinh hoạt phí, học phí, không đòi từ nhà một đồng nào. Con xem lại con đi, con còn muốn vui vẻ cái gì chứ? Thân là mẹ kế của cậu Gia Ninh, mẹ còn khen chị ấy, con không chịu đâu. Con xem lại tính tình của mình đi. Mẹ kế thì sao chứ? Mẹ kế cũng phải nói sự thật, không phải sao? Đúng vậy. Gia Tâm à, con nghĩ cho kỹ đi. Con làm mẹ yên tâm một chút đi mà. Con đừng có suy nghĩ này nọ nữa. Con có thể làm mẹ nở mày nở mặt trước mặt của ba con không? Mẹ à, mặt con lớn lắm rồi, không nở to được nữa đâu. Được rồi, đừng có nói sằng bậy nữa. Mày nói nghiêm túc với con đó. Con có nghe không? Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Mẹ à, đến giờ rồi, mẹ phải đi ngủ đó. Ngủ đi cho đẹp da, mau lên mau lên. Mẹ đi đi, con cũng phải ngủ đó. Ngủ đi, con ngủ đây, buồn ngủ quá. Mẹ cho con biết nha, không được nghĩ bậy bạ nữa. Không làm bác sĩ cái gì chứ? Không làm bác sĩ thì con muốn làm gì hả? Con muốn bay lên trời sao? Nhìn xem, con béo chưa kìa, không biết giảm cân nữa. Trông có phúc lắm mà. Biết rồi mà mẹ, được rồi thưa phu nhân. Ngủ đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon nha. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Được, không thành vấn đề. Tháng sau diễn ra cuộc họp thường lệ của tổng công ty, tôi sẽ đọc báo cáo thường niên về tế bào. Báo cáo cho đúng sự thật. Trước mắt thì chúng ta không có tiến triển gì. Ông Dương à, dự án của chúng ta sẽ bị bắt dừng lại sao? Khả năng dừng lại là rất lớn. Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng thì tôi cũng cố gắng giành lấy. Cậu yên tâm, kế hoạch nguồn tạm thời bị bắt dừng lại, nhưng công ty vẫn còn dự án khác mà. Các nhà nghiên cứu có thể chuyển tới một số bộ phận nghiên cứu thuốc hàng ngày. Tôi không quan tâm tới việc kiếm sống. Nhưng mà ông Dương à, tôi không cam tâm. Tiểu Tôn à, cậu còn trẻ, cuộc đời có vô vàn khả năng mà. Đừng có nản lòng. Alo, ông Dương à, cầu Gia Ninh xin gặp ông. Bảo cô ấy vào đây. Dạ. Ông Dương, tôi có một chuyện muốn báo cáo với ông. Cô nói đi. Ông Dương à, tôi đi trước đây. Anh Tôn, tôi có việc muốn thỉnh giáo anh. Hiện tại anh Tôn muốn ngăn telomere của tế bào ung thư phát triển từ cấp độ gen, đúng không? Đúng vậy. Cô có cao kiến gì không? Không dám. Tôi chỉ muốn hỏi là cải tạo từ cấp độ gen thì có thể né tránh sự ảnh hưởng của telomere đến các tế bào sao? Đây không phải là quan điểm trong bài viết của sếp cũ của cô sao? Cô rời khỏi nơi đó thì cũng phủ nhận luôn quan điểm của ông ấy à? Phủ nhận quan điểm của ông ấy và việc rời khỏi phòng thực nghiệm không liên quan tới nhau. Bài viết đó quả thực không đủ chặt chẽ, và lại còn thiếu rất nhiều thí nghiệm xác thực. Tôi thấy phương hướng lúc trước của mọi người vẫn tốt hơn. Dùng chất ức chế phân tử nhỏ để ức chế hoạt tính telomere của tế bào ung thư. Điểm mấu chốt như vậy đáng để nghiên cứu hơn. Và hệ thống sản xuất thuốc sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Mặc dù bây giờ việc trị liệu bằng gen đang là xu hướng, nhưng mà trong đó có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Xin lỗi. Cách nghĩ này chúng tôi đã thực hiện hơn một năm rồi, nhưng mà không được gì cả. Gia Ninh à, cô cho rằng phương hướng lúc trước của phòng thí nghiệm chúng ta tốt hơn. Lý do là gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy là nó có khả năng làm được. Khả năng lớn bao nhiêu? Cho tôi một con số đi. Bây giờ thì tôi vẫn chưa tính ra được. Tiểu Tôn, báo cáo thường niên về tế bào tạm thời đừng nộp cho tổng công ty. Ông Dương, cô ấy chỉ là tùy tiện nói như vậy thôi. Ông tin thật sao? Tiểu Tôn mà, cậu đừng đổi. Tôi có tính toán của mình. Gia Ninh, cô cần phải tìm lý luận căn cứ để giải thích cho luận điểm của mình. Tôi cho cô thời gian là nửa tháng, có đủ không? Đủ rồi, cô được quyền thoải mái thí nghiệm. Có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Có thể phân cho tôi một nhà nghiên cứu không, để giúp tôi làm thí nghiệm? Tiểu Tôn, cậu thấy ai thì thích hợp? Châu Tiểu Sơn đi. Cậu ấy giống như cậu Gia Ninh, có kinh nghiệm học ở nước ngoài, giao lưu với cô ấy sẽ tiện hơn. Cô cảm thấy thế nào? Vậy được rồi, cứ sắp xếp vậy đi. Tôi chờ báo cáo của cô. Được.